À! Ai? Ai chị ơi, khẽ thôi. Đau quá. Ồ, sao kiểu bút này khó ra mực thế nhở? Ôi ôi, em là bút chì chứ không phải là bút máy đâu. Phải viết nhẹ nhàng mới ra mực được chứ. Cái này viết mờ quá. Ai? Thì bút này bút đẻo à? Quảng cáo mai là viết nét lắm mà chẳng biết được cái gì ấy. Oh no. Bút đẻo à? Ra mực đi. Ôi ôi, ôi ôi, đau quá ôi chị ơi. Đừng lắc, càng lắc không viết được đâu. Trời ơi, ở đây có một chiếc bút chì đang bị bảo hành, có ai không? Cứu. Hôm nay đúng là một ngày may mắn thật đấy. Trả bài kiểm tra thì đúng hôm qua câu hỏi mình ôn luôn, thế là mình được 10 điểm và em lại thưởng cho hẳn 2 gói bim bim thích thật đấy. Yeah. Một gói bim bim màu đỏ vị tôm hùm nướng, còn gói bim bim còn lại là màu xanh vị bắp giang bơ. Đây ăn gói nào nhỉ? Aha. Bạn nhỏ ơi, chọn tôi này. Tôi là gói bim bim màu xanh vị bắp giang bơ, ngon lắm. Bạn không chọn là bạn hối hận đấy. Không bạn nhỏ ơi, vị của tôi nha là vị tôm hùm nướng ngon hơn này. Không phải đâu, bạn đừng có tin nữa. Tôm hùm này, tôm hùm hàng phách. Thời đại bây giờ làm gì có gói bim bim nào 5.000 con tôm hùm. Bắp giang bơ ăn ngọt lắm, không ngon đâu. Mở nha, bim bim này vừa béo vừa xấu. Tôi này, đẹp trai này, còn vị bắp giang bơ này. Này, ai bảo tôi vừa béo vừa xấu? Kệ bạn. Tôi xinh gái xe cơ mà. Tớ đẹp trai hơn. Tớ xinh gái hơn. Khó chọn thế nhở, không biết hai gói này mình nên chọn gói nào, vân vân thật đấy. Chọn tớ đây nè. Tớ. Tớ. Này, các bạn kia, tớ là người yêu cầu cô chủ chọn trước, cô chủ phải chọn tớ chứ. Nhưng mà của tớ ngon hơn. Không, của tớ, chọn tớ. Chọn tớ, của tớ. Chọn tớ, chọn tớ. Ơ, tay mình bị làm sao đây này, hai gói bim bim này cũng bị làm sao đây này. Ơ. Chọn tớ. Chọn tớ. Chọn tớ đi. Trước. Ôi thơm quá. Ngon quá. Ngon quá. Thơm thơm ngọt ngọt. Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi, nên ăn tớ là đúng rồi. Tớ là vị bắp trăng bư, vừa ngon vừa thơm. Ừ, công nhận bạn này nói có lý. Bim bim bị bắp đang bớ thơm thật. Thôi, tớ chán rồi. Tớ chuyển sang bị bim bim tôm hùm đây. Yeah. Lưu lưu, quảng cáo mãi là ngon. Thêm ăn được có 2 miếng đã chán rồi. Yeah. Cái bạn này đẻo khi nhờ vừa ăn được 2 miếng chuyển sang bim bim khác rồi. Này, bạn ơi, ăn tớ đi, ăn tớ đi. Đâu, bây giờ để tớ bóc thử cái bạn tôm hùm mà xem nào, xem có ngon không. Ôi, thơm thế. Cái bạn tôm hùm này ngon thật. Công nhận, bạn tôm hùm này ăn ngon cả bạn nghĩ bắp bằng bờ. Chuyện, thế đã bảo từ đầu rồi bạn cứ không tin. Ngon thật đấy, bây giờ mình phải ăn một mảnh cho hết mới được. A few moments later. À, sao lại hết rồi? Gói bim này ít thế nhỉ? Thôi, vứt ra đấy, mình đi chơi. Ôi cái bàn này, ăn xong vứt luôn ra đây. Ai ôi đau quá. Ôi đau quá. Ê lê, 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 lê. Ai bảo tranh phần làm gì? Để bạn ấy chọn, bạn ấy ăn xong bạn ấy ném luôn. Đáng đời. Đến giờ học bài rồi. Mình phải lấy sách vở ra học bài mới được.
Hôm nay nha, mình còn có cả hai cái bút này nữa. Một cái màu hồng, một cái màu xanh. Bây giờ có hai cái bút, một cái màu hồng, một cái màu xanh. Mình chọn cái nào để vẽ nhỉ? Chị ơi, chị chọn em đi, em là chiếc bút hồng đáng yêu nhất hành tinh này ơi. Không, chị ơi, chị chọn em này, em là chiếc bút chì màu xanh như này. Màu xanh là tượng trưng cho màu của hy vọng chị ạ. Không, chọn màu hồng. Ừ nhở, cái bút màu xanh này tượng trưng cho màu của hy vọng. Nhưng mà mình thích màu hồng, bởi vì hôm nay mình mặc áo hồng nữa. Chọn cái nào bây giờ? Chị ơi, chị chọn em đi ha. Em với chị đều là màu hồng, đều đáng yêu giống như nhau. Chọn em này. Ừ nhở. Thôi được rồi, chị sẽ quyết định chọn màu xanh. Yeah. Ờ, cái chị lại đùa mình à? Rõ ràng là bảo chọn mình mà đi chọn bút màu xanh. Để mình viết thử cái bút xanh này xem nào. Chị ơi, khẽ thôi, đau quá. Ồ, sao kiểu bút này khó ra mực thế nhở? Ôi ôi, em là bút chì chứ không phải là bút máy đâu. Phải viết nhẹ nhàng mới ra mực được chứ. Cái này viết mờ quá. Cái bút này bút đẻo à? Quảng cáo mai là viết nét lắm mà chẳng viết được cái gì ấy. Oh no. Bút đẻo à? Ra mực đi. Ôi ôi, ôi ôi, đau quá. Ôi chị ơi, đừng lắc, càng lắc không viết được đâu. Trời ơi, ở đây có một chiếc bút chì đang bị bảo hành, có ai không cứu? Oh no. Bực mình thật đấy. Thử chuyển sang cái bút hồng xem nào. Chị ơi, đừng có lắc em chỉ là một chiếc bút chì bé nhỏ thôi. Thử viết xem nào. Chị ơi, viết nhẹ thôi, bút này bút xịn đấy. Công nhận là cái bút hồng này xịn hơn bút xanh đấy. Có viết đậm đậm tí rồi. Công nhận là cái bút hồng này chất lượng tốt đấy. Ta thế á, mình phải bẻ gãy cái bút xanh này mới được. Hả? Bẻ gãy bút à? Có ai không? Cứu tôi với. Mình phải bẻ gãy cái bút xanh này mới được. Tôi viết không có mực à? Ôi, cái bạn này độc ác quá. Bạn ấy bẻ gãy đôi người mình rồi. Nhiều đồ như thế này, liệu có đúc hết được vào ba lô của mình không nhở? Thôi bạn ơi, bạn cất đi. Tôi chỉ là một cái cặp sách nhỏ bé, không cất được nhiều đồ đâu. Mà này, cái bạn này, bạn còn mang kẹo của tớ đi học vào cặp sách để làm cái gì không biết nhở? Kệ tớ, tớ đúc hết. Ai bảo bạn là đúc bọc không vừa? Tớ cứ đúc vậy, có mỗi mấy đồ thôi, có nhiều đâu. Đúc nữa chặt quá rồi. Kệ tớ, thôi đi học đi. Oh no. Ôi ôi, cái cặp này được nhiều đồ, nặng quá. Tớ đã bảo với bạn rồi, tớ chỉ là một chiếc cặp sách nhỏ bé, không được được nhiều đồ mà thôi. Ô, sao tự nhiên mình thấy cặp này nhẹ nhở? Hay là mình khỏe hơn nhở? Thôi, đi về đó.
cái đồ chơi vào rồi. Sao giờ đâu hết rồi nhở? Ôi, đâu hết rồi. Tớ vứt hết rồi. Đã bảo là cặp sách bé không được được nhiều đồ rồi cứ đúc ra. Cho chừa cái tội thằng là đã đúc cả đồ chơi còn đúc cả kẹo nữa. Bao nhiêu đồ chơi với cặp kẹo. Mình ăn trộm mất hết rồi.